là miễn sao cái sản phẩm đó, dịch vụ đó, tri thức đó, con người đó, môi trường đó, sách ước mơ, dự án đó, doanh nghiệp đó, lớp học đó đủ tiêu chuẩn để quảng bá thì chúng ta sẽ quảng bá, chứ không quan tâm là nó là của mình hay không. Thì khi chúng ta có một cái nhân bên trong là chúng ta quảng bá cho người khác thì thuận duyên trong tương lai khi mà mình làm ra cái gì của riêng mình thì người ta mới có thể có cơ hội để ủng hộ mình, ủng hộ sản phẩm của mình. Giả sử bây giờ mình thấy một sản phẩm này hay quá, ví dụ ở đây có một cái bút này, qua thấy cái sản phẩm này rất là hay, tại vì thấy cộng đồng mentor với các thầy cô dùng rất là nhiều, có quảng bá cái này, thì sau đó sau này trong tương lai ấy, khi mà Khoa làm ra cái bút nhỏ nhỏ như này thì Khoa mới có cơ hội để được các anh chị ủng hộ. Tại vì một nhà quảng bá thì không quan tâm sản phẩm đó là của ai, mà miễn sao nó đủ tiêu chuẩn quảng bá. Thì khi mình làm như vậy thì mình có thể được gọi là tự do thương mại trong tâm thức. Miễn sao đủ sản phẩm, đủ tiêu chuẩn quảng bá thì tôi sẽ quảng bá. Đó mới là tâm thế đúng của một nhà quảng bá. Thì khi mình quảng bá được cho người khác thì sau này mình làm gì mà cái của mình á, mình quảng bá thì người ta mới ủng hộ mình. Tức là mình đã gieo một cái nhân bên trong. Mình gieo một cái nhân bên trong là mình đi quảng bá sản phẩm cho người khác rồi thì tương lai người ta sẽ ủng hộ mình và người ta có thể quảng bá sản phẩm cho mình. Tức là mình biến những con người xung quanh mình trở thành nhà quảng bá cho sản phẩm của mình. Khi mình gieo một cái nhân bên trong, tức là tự do thương mại trong tâm thức, ví dụ chị Ngân nói, tự do thương mại trong tâm thức, khi chúng ta gieo được một cái nhân bên trong này, là miễn sao sản phẩm đó đủ tiêu chuẩn quảng bá thì tôi sẽ quảng bá. Thì trong tương lai người ta khi mà nghe mình quảng bá về sản phẩm của mình thì người ta mới ủng hộ mình và người ta có thể quảng bá sản phẩm của mình, tức là mình sẽ biến những người xung quanh mình trở thành những nhà quảng bá cho sản phẩm của mình. Có phải đây là cách mà Wix đang vận hành đúng không? Những anh chị ở đây chúng ta đang học Master rồi, có chị Ngân đang học Master này này, thì có phải là chúng ta đang đi quảng bá tri thức Wix, tức là thầy đang biến chúng ta trở thành những nhà quảng bá đi quảng bá tri thức, và sau này đặc biệt là những thế hệ những người học master, là những người học master là sẽ đi đào tạo những mentor, tức là có tư cách đào tạo mentor để những người mentor đó đi quảng bá tri thức Wix, tức là biến những người xung quanh trở thành những nhà quảng bá vĩ đại. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy, cái sức lan tỏa của cái lĩnh vực nội tâm sẽ có một cái độ phủ không thể hình dung. Và chúng ta sẽ ưu tiên, tại vì quảng bá phi vật chất trước. Tại vì khi mà chúng ta quảng bá được phi vật chất rồi thì những cái mà thuộc về vật chất ấy, thì mình không lo nữa. Vậy chúng ta chỉ cần sao? Chỉ cần có một nhà, à đúng rồi chị Ngân, mở rộng ra đó chính là đang áp dụng marketing không đồng á, đúng rồi. Wix á, tức là cái hệ thống mà chúng ta mentor master này gọi là marketing không đồng á, dùng theo thuật ngữ của hiện đại gọi là marketing không đồng, biến những người xung quanh mình trở thành nhà quảng bá cho sản phẩm của mình, dịch vụ của mình. Nhưng mà trước hết mình phải có một cái nhân là tự do thương mại trong tâm thức, quảng bá cho sản phẩm người khác, chứ không phải là chỉ tôi phải quảng bá sản phẩm của tôi, sản phẩm người khác thì không quảng bá. Như vậy không chưa chưa phải là tâm thế đúng của một nhà quảng bá, tâm thế đúng của một người có cái tự do thương mại trong tâm thức. Đúng không? Vậy thì một cái nghề nào đó, lĩnh vực nào đó mà muốn phát triển xong, tức là phát triển lâu dài và trường tồn, thì nó phụ thuộc vào cái nhà quảng bá đó có tiếp tục quảng bá hay không. Một nghề nào đó mà muốn phát triển, mà muốn duy trì mở rộng ra liên tục á, thì cái nhà quảng bá đó phải tiếp tục quảng bá, đồng thời nhà quảng bá đó phải đào tạo ra rất nhiều nhà quảng bá y chang mình để cùng nhau lan tỏa, thì cái nghề đó mới mới lan tỏa mạnh mẽ và trường tồn. Tại vì chúng ta có để ý là có một số nghề ấy, một số lĩnh vực ấy, nó phát triển và phát rất là nhanh, tức là nó bùng lên rất là nhanh, nhưng qua thời gian thì nó có xu hướng là đi ngang, nó ngừng lại, không duy trì được lâu và mình nữa, là tại vì sao ạ? Cái người quảng bá đó, cái nhà quảng bá đó, người ta ngừng lại quá trình quảng bá.
nhà quảng bá ngừng lại quá trình quảng bá, và người ta cũng không có biết cách để gọi là đào tạo nên, bồi dưỡng nên những nhà quảng bá y chang mình. Vậy thì minh sư của chúng ta đang sao ạ? Đang còn đào tạo nên mentor master đúng không, là những người cùng nhau đi lan tỏa tri thức nội tâm, tạo nên những nhà quảng bá tri thức nội tâm lan tỏa ra khắp nhiều nơi. Thì như khi đó cái nội tâm của chúng ta, gọi là cái môn nội tâm này này, mới được lan tỏa mạnh mẽ, phát triển lan khắp thế giới luôn á. Cho nên khi chúng ta nhìn vào một cái nghề nào đó trong xã hội ấy, một cái nghề nào đó mà chúng ta thấy rằng là nó phát triển bùng lên rất là nhanh, nhưng mà qua thời gian rồi nó không còn duy trì được cái mức độ phát triển đó nữa, thì chúng ta có thể hiểu được rằng là tại vì cái người quảng bá đó, cái nhà quảng bá đầu tiên đó, người ta sao? Người ta vô tình trở thành một nhà quảng bá, và người ta không biết cách để gọi tên, để làm rõ, duy trì nó, và người ta cũng chưa có biết cách để tạo ra những nhà quảng bá y chang mình để đi quảng bá cho lĩnh vực đó, sản phẩm đó, dịch vụ đó. Cho nên cái nghề đó đó, cái lĩnh vực đó, nó sẽ có xu hướng là sao? Nó sẽ ngừng lại và từ 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 nó đi ngang, và thậm chí nó sẽ đi xuống. Vậy ai ở đây mà biết quảng bá tương lai của mình thì sao? Chúng ta ở đấy mà người nào đó biết quảng bá tương lai của mình, ví dụ những người nào ở đây, hoặc là những người mà chưa có cưới vợ, mà ví dụ những người đàn ông chưa cưới vợ mà biết quảng bá tương lai của mình, thì sẽ có rất là nhiều người muốn tới xin làm vợ. Một người phụ nữ biết quảng bá tương lai của họ, ví dụ như họ chưa có người yêu, chưa có chồng, mà một người phụ nữ biết cách quảng bá tương lai của họ, thì sẽ có rất là nhiều người đàn ông tới mong muốn được làm chồng. Một nhà doanh nghiệp muốn mà biết quảng bá cái tương lai doanh nghiệp mình, tức là quảng bá doanh nghiệp này này, quảng bá doanh nghiệp, quảng bá ước mơ của cái người chủ doanh nghiệp đó, quảng bá doanh nghiệp này, quảng bá ước mơ của doanh nghiệp đó, thì sao ạ? Thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư xuất hiện hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp đó phát triển. Chúng ta đồng thuận cái này không ạ? Rồi, một gia đình mà chỉ cần có một nhà quảng bá xuất hiện thôi, thì gia đình sẽ trở thành một gia đình giàu toàn diện. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là sao? Nhiệm vụ chúng ta là trở thành một nhà quảng bá, và đồng thời bồi dưỡng thêm nhiều nhà quảng bá khác. Nếu như chúng ta ở đây, chúng ta đang làm một cái lĩnh vực nào đó mà chúng ta muốn nâng cao cái lĩnh vực của nó lên, thì chúng ta phải sao ạ? Trở thành một nhà quảng bá cho lĩnh vực mình đang làm, đồng thời mình bồi dưỡng thêm nhiều nhà quảng bá khác trong lĩnh vực mình làm, thì khi đó cái lĩnh vực mình làm nó sẽ được phát triển rất là mạnh. Ví dụ như khi chúng ta nhắc tới gọi là cơ khí kỹ thuật cao, thì thường chúng ta sẽ nhắc tới nước Đức, tại vì bản thân Khoa cũng đã làm được đang làm việc cho một công ty của Đức, công ty Bosch. Đó là một công ty có trụ khoảng tầm 130 năm kinh nghiệm, 130 năm thành lập rồi, tức là 130 năm tuổi đời. Thì khi nhắc tới kỹ thuật cao thì người ta thường thường nhắc tới Đức, nhắc tới những công ty ví dụ như là Bosch, tức là sản phẩm của Bosch là len lỏi khắp tất cả những cái gì liên quan tới máy móc, xe cộ, liên quan tới cơ khí. Là tại vì sao? Đã có một nhà quảng bá đầu tiên trong đất nước Đức xuất hiện, người ta làm lĩnh vực cơ khí. Sau đó người ta quảng bá nó, người ta đào tạo nên những cái nhà quảng bá khác. Và sau đó cái nghề cơ khí đó được làm chuẩn cho nhiều người làm theo, thì nó tạo thành một cái cộng đồng, một đất nước mà khi mình nhắc tới thôi ấy, là ai cũng sẽ có một cái hình rằng là nước Đức là có cái trình độ về cơ gọi là kỹ thuật cao, cơ khí kỹ thuật cao, là nhắc tới Đức. Chúng ta nói được cái này không ạ? Rồi, khi mà chúng ta nhắc tới Ấn Độ thì gần đây á, chúng ta có biết được rằng là hầu hết những cái CEO lớn á, của các tập đoàn công nghệ hiện nay á, gọi là những cái quản lý cấp cao, tầm trung và tầm cao của Ấn Độ hiện nay á, thì đa phần có nguồn gốc là người Ấn Độ. Có nguồn gốc là người Ấn Độ là tại vì sao? Đã có một nhà quảng bá, tức là một nhà quản lý nào đó được làm vị trí cấp cao của các tập đoàn lớn. Sau đó
cả các công ty đó làm theo tư duy của cái người đó và sao chép cái tư duy đó cho rất nhiều người Ấn Độ khác. Thì bây giờ nhắc tới việc mà những quản lý tầm trung và tầm cao thì người Ấn Độ có xu hướng là chiếm đa số là như vậy, là tại vì chỉ cần có một nhà quảng bá xuất hiện thôi. Vậy thì bây giờ á, có thể trong xã hội họ vô tình trở thành một nhà quảng bá, họ vô tình trở thành một nhà quảng bá. Nhưng chúng ta ở đây, chúng ta được tiếp xúc tri thức này thì chúng ta hãy chủ động trở thành một nhà quảng bá, hãy chủ động trở thành một nhà quảng bá. Tại vì chúng ta được tiếp xúc với tri thức này thì chúng ta sẽ trở thành một nhà quảng bá để chúng ta có thể gọi tên nó, làm rõ nó. Đồng thời sao ạ? Chúng ta sẽ đi đào tạo, chuyển giao cho những nhà quảng bá khác y chang chúng ta. Đặc biệt là ví dụ như ai đấy chúng ta đang làm một cái nghề nào đó thôi, chúng ta trở thành một nhà quảng bá của cái nghề của chúng ta. Đồng thời chúng ta, tức là chúng ta chủ động trở thành nhà quảng bá, sau đó chúng ta chủ động bồi dưỡng thêm những nhà quảng bá khác trong nghề của chúng ta cùng nhau lan tỏa, thì cái nghề của chúng ta sẽ chiếm thị trường luôn á. Cho nên việc mà chúng ta trở thành một nhà quảng bá nó cực kỳ quan trọng, tại vì mình sẽ dẫn dắt cả một xu thế của thị trường hoặc một ngành nghề luôn á. Nghề nào cũng có thể trở thành tỷ phú và nghề nào cũng cần có một nhà quảng bá, cũng nên có một nhà quảng bá, thì nghề đó nó mới được lan tỏa, mới dẫn dắt xu thế của thời đại. Tại vì chúng ta biết rằng là thế giới hiện nay á đã được định hình bởi những nhà quảng bá rồi. Thế giới hiện nay đã được định hình bởi những nhà quảng bá, có thể họ vô tình trở thành nhà quảng bá thôi, còn việc của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ chủ động trở thành nhà quảng bá và thay đổi nó. Vậy thì cái nguyên lý nào mà khiến cho một nhà quảng bá có thể định hình và ảnh hưởng thế giới, thì đó chính là nguyên lý hình ảnh tâm trí. Nguyên lý hình ảnh tâm trí, hay là chúng ta đã được biết đến thông qua tên gọi là công thức của cuộc sống. Những anh chị nào đấy đã từng nghe cái này rồi ạ, hoặc là những anh chị nào chưa nghe về cái này ạ? Nguyên lý hình ảnh tâm trí, hoặc là đây là công thức của cuộc sống, chúng ta đã được học cái công thức này trong Phát Triển Nội Tâm rồi. Đây là nguyên lý đã giúp cho một nhà quảng bá có thể định hình nên, kiến tạo hình ảnh tâm trí của chính mình và kể cả những người xung quanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại một xíu ha. Thì cái này đầu tiên là Khoa xin phép được ghi, gọi là xin phép được ghi lại cái tên này. Nguyên lý hình ảnh tâm trí, thì có phải là nguyên lý này, hay là gọi là công thức của một cuộc sống này, có phải là do bên trong chúng ta có chứa cái hình gì mà hiện thực cuộc sống của chúng ta theo đó mà hình thành không ạ? Chúng ta đi ngang qua một cái nhà vệ sinh, chúng ta có cái hình đi tiểu thì chúng ta sẽ vào đi tiểu, mặc dù nhiều khi chúng ta cũng chưa có muốn đi tiểu. Có phải là chúng ta có cái hình đi tiểu thì chúng ta mới đi tiểu không? Rồi chúng ta xây một ngôi nhà, có phải là bên trong chúng ta có cái hình ngôi nhà đó như thế nào, một lầu hay hai lầu, rồi có bao nhiêu phòng, mỗi phòng có diện tích bao nhiêu, cái vị trí của bếp đặt hướng nào, cái phòng khách nằm ở đâu, cái sân nó nằm ở chỗ nào, cái bãi đỗ xe trước nó rộng bao nhiêu. Vậy là có phải do chúng ta chứa cái hình đó thì ngôi nhà nó mới có? Chúng ta thừa nhận không, tức là chúng ta đồng thuận không này không? Đây là một công thức rất là quan trọng đối với việc mà chúng ta thấu hiểu tri thức này. Vậy thì bây giờ thông qua giới thiệu, thông qua quảng cáo hoặc là thông qua quảng bá thì chúng ta sẽ có hình, chúng ta sẽ có hình. Vậy thì chúng ta có thuật ngữ như sau.
Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái giới thiệu. Giới thiệu nó chỉ đơn giản là phần thông tin thôi, chúng ta cung cấp thông tin cho người nghe. Còn quảng cáo là sao? Quảng cáo thì thường là hiện nay ấy, là xã hội đang dùng thường là về hình ảnh và âm thanh để quảng cáo. Vậy thì thông qua quảng cáo nha, xã hội sẽ định hình trong tâm trí của chúng ta một cái sản phẩm dịch vụ nào đó. Hành vi hàng ngày của chúng ta này, hành vi hàng ngày của chúng ta này là sao ạ? Hành vi hàng ngày của chúng ta là do chúng ta chứa cái hành gì bên trong mà chúng ta sẽ có hành vi đó, chúng ta sẽ có cái kết quả đó. Vậy thì xã hội đang dựa vào giới thiệu này, dựa vào quảng cáo để kiến tạo xu hướng và dẫn dắt hành vi của con người. Ví dụ như là nói về quảng cáo ha, thường thì quảng cáo nó sẽ có cái gì đó nó hơi phóng đại và sai sự thật. Quảng cáo, ví dụ chúng ta có để ý là những cái quảng cáo trên TV ha, quảng cáo về nước nước trà xanh, một hình ảnh của một người đang rất là khát nước, trời rất là nóng, mồ hôi thì đầm đìa, rất là khô, cảm giác rất là nóng nảy á. Bỗng nhiên có ai đó cho một cái chai trà xanh, uống bắt đầu mới uống một ngụm xong bay vào một cái khu rừng rất là mát mẻ, có rất nhiều cô gái đứng xung quanh nhảy múa, đó là quảng cáo. Vậy thì quảng cáo sẽ sao? Sẽ làm cho tham là kích cái tưởng của con người, kích cái tưởng của con người, và từ đó tạo nên cái hành vi mua sắm là đã mua trà xanh thì sẽ mua tới cái thương hiệu đó. Chúng ta để ý cái này không ạ? Tất cả những quảng cáo hiện nay ấy, là xã hội đang định hướng hành vi của con người chúng ta dựa đến giới thiệu và quảng cáo. Còn quảng bá thì một số người vô tình làm được. Đặc biệt là chúng ta nói trước cái phần giới thiệu và quảng bá ha. Cách mà chúng ta tiêu tiền trong xã hội hiện nay đang được dẫn dắt bởi xã hội đó. Có phải là khi chúng ta có tiền trong túi đúng không? Giả sử bây giờ chúng ta có nhiều tiền trong túi thì chúng ta sao ạ? Chúng ta được khuyên là, được người thân khuyên là, ủa có tiền là sao không mua đất đai đi, có tiền là sao không mua mua nhà đi, mua xe đi, đầu tư vàng đi, rồi không đi gửi ngân hàng cho có lãi. Rồi có dư tiền đúng không? Có tiền thì phải ăn cua hoàng đế, ăn cua hoàng đế. Rồi là phải biết tiêu tiền như thế này. Vậy thì tất cả những cái hành vi của chúng ta đang được định hướng và dẫn dắt bởi bởi xã hội, tức là bởi thông qua giới thiệu và quảng cáo này này. Rồi những một người phụ nữ nha, đủ tuổi lấy chồng, đủ tuổi để lấy chồng mà không lấy chồng thì sẽ bị những người xung quanh nói, thậm chí là chửi. Là tại sao? Là tại vì mình đang làm, tại vì những người đó làm khác đi hình ảnh tâm trí của họ. Tại vì ai xung quanh đó cũng có một tấm hình là con gái đến tuổi đó phải lấy chồng, còn nếu như không đến đến tuổi đó mà không lấy chồng thì bị coi là ế, và sẽ bị ba mẹ này, người thân này, bạn bè nói rằng là tại sao đến giờ mình chưa có lấy chồng. Tức là tại vì làm ngược lại với những hình ảnh tâm trí của người khác cho nên sẽ bị nói. Tức là cuộc đời chúng ta hiện nay đã bị, tức là chúng ta đang đang bị định hướng bởi xã hội, đang bị sắp xếp mà của xã hội rồi. Chúng ta không thể nào mà, tức là chúng ta không có đi lại ngược được, tại vì đây là nguyên lý. Đây là nguyên lý, chúng ta không đi ngược lại nó được. Nhưng chúng ta biết cách định hướng cái cách mà chúng ta làm. Ví dụ thay vì xã hội nói rằng là tức là muốn giàu có thì phải đi kiếm tiền đúng không? Tức là muốn giàu có thì phải kiếm tiền, thì thôi bây giờ chúng ta nói sao? Chúng ta thay vì chúng ta giàu thì chúng ta sẽ trở nên giàu toàn diện, tức là chúng ta sẽ chủ động kiến tạo hình ảnh tâm trí của chính mình. Tức là chúng ta sẽ trở thành một nhà quảng bá kiến tạo hình ảnh tâm trí của chính mình. Thay vì để rằng là giàu là có tiền thì chúng ta sẽ nói sao? Giàu là phải giàu toàn diện. Thay vì đầu tư vào tức là thay vì chúng ta khu trú, khái niệm gọi là chúng ta đầu tư vào bất động sản và đất đai, thì chúng ta có thể đầu tư vào sự phát triển, đầu tư làm sao để tạo giá trị cho con người trong tương lai. Tức là chúng ta làm sao đó để có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa, thay vì chúng ta bị dẫn dắt bởi xã hội. Tại vì chúng ta được tiếp xúc với tri thức của Wix. Ví dụ như là tiền tụ về người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Đó cũng là một cách để chúng ta chủ động kiến tạo hình ảnh trong tâm trí của chúng ta.
mà không bị xã hội dẫn dắt nữa. Chúng ta kiến tạo hình ảnh cho mình bằng cách ước mơ, bằng cách quảng bá ước mơ của mình. Xã hội thì người ta tập trung kiếm tiền, còn chúng ta sẽ tập trung kiếm rất nhiều tiền và bền vững. Xã hội thì chỉ đến hướng giàu thôi, chúng ta hướng tới giàu toàn diện. Tại vì chỉ cần một nhà quảng bá xuất hiện thôi là mọi thứ, thì nghề sẽ phát triển, lĩnh vực sẽ phát triển và xã hội sẽ phát triển nếu như có rất nhiều nhà quảng bá cùng nhau lan tỏa một cái nghề nào đó, lĩnh vực nào đó. Vậy thì bây giờ hình nền tâm trí chúng ta biết được nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ những gì chúng ta nghe, thấy, nói, biết. Bây giờ chúng ta cùng xét lại này. Những gì chúng ta nghe là chúng ta nghe đâu ạ? Chúng nghe thông tin, chúng nghe quảng cáo giới thiệu. Thì cái này này, cái phần nghe này chúng ta cũng bị xã hội dẫn dắt này. Phần thấy, chúng ta cũng thấy thông tin, thấy truyền thông thì chúng ta cũng đang bị xã hội định hướng dẫn dắt. Rồi phần biết, tại vì chúng ta nghe, chúng ta thấy, cho nên chúng ta cái biết của chúng ta đâu đó nó cũng bị xã hội định hướng luôn rồi. Vậy thì bây giờ để có thể kiến tạo thay đổi hình ảnh của tâm trí của chúng ta về một cái nghề nào đó, lĩnh vực nào đó thì chúng ta chỉ có thể dựa vào nhưng mà cái nói mà thôi. Vậy thì bây giờ nói làm sao? Mình nói làm sao để mình có hình và những người xung quanh cùng có cái hình như mình? Mình nói làm sao để mình có hình và những người xung quanh cũng có hình như mình? Chúng ta ở đây có nghe qua cái dự án Vinhome không? Thầy không phải đang nói về Vinhome mà thầy đang quảng bá. Nói ở đây tức là quảng bá. Nói, nó không phải là nói được thần mà nó là quảng bá. Thầy đang quảng bá về Vinhome chứ thầy không nói về Vinhome. Mà hiện tại dự án Vinhome đã thành công. Vậy thì bây giờ nói thì không có hình. Chúng ta nói thì không có hình nhưng quảng bá mới có hình. Và làm sao để quảng bá có hình đó, thì học phần sau Khoa sẽ chia sẻ. Còn trong hôm nay thì chúng ta biết như vậy này, nói thì không hình nhưng quảng bá mới có hình. Vậy thì bây giờ chúng ta thường ngẫm lại trong cuộc sống của chúng ta từ nhỏ đến giờ nè, chúng ta để ý này, có phải rằng là từ nhỏ đến giờ ai là người định hình nên cái hình ảnh tâm trí của chúng ta hoặc là những người ảnh hưởng tới chúng ta? Ai ai là người định hình nên hình ảnh tâm trí của chúng ta ngay từ nhỏ? Có phải đó là cha mẹ chúng ta không ạ? Có phải chính cha mẹ là những người đầu tiên mà định hình nên hình ảnh tâm trí của chúng ta không? Hôm qua có một cái ví dụ mà khá rất là tâm đắc. Thì con của thầy á tới hỏi hỏi cô Hiến, hỏi vợ thầy, nói là mẹ ơi, làm vợ, làm phụ nữ có vất vả không mẹ? Thì bây giờ các anh chị hình dung nha. Các chị hình dung này, nếu bây giờ con của mình tới hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ làm phụ nữ có vất vả không mẹ? Thì nếu bây giờ người phụ nữ nói sao? Người phụ nữ nói là con ơi, làm phụ nữ vất vả lắm, suốt ngày phải chăm lo dặn dũ, cực khổ quá. Thì theo các anh chị ở đây này, cái hình ảnh tâm trí của trẻ là gì? Nếu như con chúng ta tới hỏi, tức là nếu một đứa trẻ nha, chạy tới hỏi mẹ đó, mẹ ơi, làm phụ nữ có vất vả không mẹ? Đặc biệt đó là bé gái đi ha, giả sử một bé gái tới hỏi mẹ nó rằng là mẹ ơi làm phụ nữ có vất vả không, thì nếu như người mẹ trả lời là con ơi làm phụ nữ vất vả lắm, suốt ngày khổ khổ lắm con ơi, thì theo các anh chị ở đây nhá, hình ảnh tâm trí của đứa trẻ là gì? Hình ảnh tâm trí của đứa trẻ là gì? Có phải là nó sẽ sợ lấy chồng không? Tại vì nó bảo sao làm vợ rất là vất vả. Rồi một bé trai nào nó tới hỏi bố, bố ơi làm chồng làm đàn ông có sướng không bố, vất vả không bố? Thì nếu như cái người bố đã nói rằng là con ơi làm đàn ông vất vả lắm, suốt ngày phải lao ra ngoài đường kiếm tiền không rồi, vất vả lắm, suốt ngày ngoài đường không rồi, thì đứa trẻ nó cảm giác làm sao? Có phải cảm giác rằng là hình ảnh tâm trí của người đàn ông sao rất là vất vả và sẽ không muốn lấy vợ luôn á? Vậy thì chính cha mẹ sẽ là người ảnh hưởng đến hình ảnh tâm trí của đứa trẻ ngay từ nhỏ. Vậy thì bây giờ nếu như người cha người mẹ trở thành một nhà quảng bá thì nó sẽ cực kỳ tốt cho tương lai của đứa trẻ. Thì hồi tối cô vợ của thầy ấy, nói với con thầy một câu thế này này, con ơi phụ nữ ở đàn ông làm lớn, phụ nữ làm tốt, tức là chính cha mẹ sẽ trở thành một nhà quảng bá để định hướng hình ảnh tâm trí của đứa trẻ theo cái chiều hướng tốt đẹp, theo chiều hướng ánh sáng.
Thì nếu như trong một gia đình mà có một nhà quảng bá xuất hiện thôi thì gia đình đó giàu toàn diện luôn á. Mà đặc biệt nếu cha mẹ cùng nhau trở thành một nhà, có hai nhà quảng bá ha, nhà quảng bá, thì tương lai của con cái sẽ rất là ngon. Tại vì hình ảnh tâm trí của đứa trẻ được định hình từ nhỏ, thì sau này lớn lên con trẻ theo đó mà hình thành. Rồi khi mà đứa trẻ bước đến trường đi học ở trường mẫu giáo á, khi mà con chúng ta đi học, đặc biệt là những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời đi học mẫu giáo, mà nếu như lên trên trường học cô giáo xong, giả sử con hỏi là cô ơi làm buôn bán sao cô, đi làm buôn bán có được không cô, mà nếu như người giáo viên đó biết cách tạo dựng nên hình ảnh tâm trí tốt cho đứa trẻ thì đứa trẻ nó sẽ tốt. Còn nếu như người ta nói rằng là cô giáo đó nói rằng là con ơi làm buôn bán vất vả lắm, phải cạnh tranh, là thương trường là chiến trường, là như thế này thế khác, thì có phải hình ảnh tâm trí của đứa trẻ về nhắc tới là kinh doanh đó, thì cảm giác rất là xấu không, thì chắc chắn tương lai đứa trẻ đã không muốn làm nghề kinh doanh nữa. Nhắc tới kinh doanh là có cái điện tử âm liền á. Vậy thì có phải chính do những người thân trung yêu đó, những người xung quanh này sẽ là người đầu tiên mà định hướng hình ảnh tâm trí của đứa trẻ thông qua cái nói cha mẹ nói thôi, mà nói đã vô tình gieo lên những cái hình ảnh không tốt, hình ảnh không tốt về đứa trẻ rồi, và hình ảnh tâm lý không tốt trong đầu đứa trẻ. Vậy thì một nhà quảng bá phải học cách nói làm sao, học cách nói để làm sao để có thể kiến tạo hình ảnh tâm trí tốt về mình và kiến tạo hình ảnh tâm trí về người khác nữa, tức là chuyển cái tấm hình mình bên trong có chuyển cho người khác. Tức là ví dụ như thầy Toàn, thầy có hình là Mentor Master đi lan tỏa tri thức nội tâm khắp toàn cầu, là hình về triết lý giáo dục tận gốc lan tỏa khắp năm châu. Thầy có hình đó mà thầy sẽ chuyển, thầy sẽ quảng bá làm sao cho chúng ta có tấm hình y chang thầy, sau đó chúng ta sẽ quảng bá tri thức của thầy. Và cái nguyên lý này sẽ áp dụng tương tự, nếu chúng ta làm một nghề nào đó, chúng ta có tấm hình đó và đồng thời chúng ta chuyển tấm hình đó cho những nhà quảng bá khác, thì nghề của chúng ta nó sẽ trở thành một cái xu thế của xã hội luôn. Đây chính là nguyên lý hình ảnh đích đến. Chúng ta sẽ tập trung là sao, không phải nói, tức là nói, nhưng mà nói đấy là nói là quảng bá, quảng bá thì mới có hình, còn nói thì không có hình. Thì Khoa xin kết thúc cái phần chia sẻ của Khoa ngày hôm nay. Đây là tất cả những tri thức mà Khoa nhận được trong cái buổi ngày hôm qua. Các anh chị nào đây thành viên, chúng ta có thể tương tác một xíu mà chúng ta có bài học tâm đắc nào ngộ ra ở đây có thể chia sẻ một xíu cho Khoa có mã trái tim không ạ? Bên cả nhà đã dùng tâm dành thời gian vào đây nghe Khoa chia sẻ, chúng ta mở mic tương tác một xíu, cả nhà, cả nhà có thể giúp đỡ Khoa chúng ta có thể bài học tâm đắc ngộ ra một xíu. Mời chị Mai Hương. Chào Đăng Khoa, biết ơn Đăng Khoa rất là nhiều. Hương đến từ nhà 100, thì rất là trân trọng biết ơn cái tri thức thuật quảng bá của thầy, trân trọng biết ơn ban tổ chức đã dụng tâm cho chúng ta học thuật quảng bá. Thì ở trong cái bài chia sẻ của Khoa cũng giống như là Hương nhận cái tri thức hôm qua, thì cái hình ảnh là một người mẹ, ở đây mình là với vai trò người mẹ thì Hương nói trực tiếp luôn cái vai trò của mình. Mình biết dùng cái ngôn ngữ mà định hình cái hình ảnh tương lai của con thì rất là tuyệt vời. Mình giữ cái hình cho con. Hồi xưa khi mà mình học công thức của nguồn cuộc sống thì mình biết gọi là mình giữ cái hình thuận chiều mong muốn, giữ cái hình tốt đẹp cho con. Mà hôm nay với cái thuật quảng bá thì mình còn có là sử dụng ngôn từ nữa, ngôn từ có kiến tạo hình ảnh tương lai cho con, thì mình sẽ không có một cái gì đó mà mình thấy được rằng là mông lung về cái tương lai của con nữa. Thì như vậy thì có nghĩa là mình sẽ nắm được, gọi là control được cái cuộc sống của chính bản thân mình và con mình. Con nó sẽ có tổng nghiệp của nó, tôn trọng tổng nghiệp của con, định hướng cái hình ảnh tương lai, mình nắm chắc cái hình ảnh tương lai để mà mình giúp cho con khởi tạo những cái hành vi tốt đẹp hướng tới cái tương lai của con. Thì đây là cái chìa khóa mà Hương thấy là mình vô cùng tâm đắc ở trong cái buổi học hôm qua. Thì bên cạnh đó thì cái tri thức quảng bá nó rất là tuyệt quý ở chỗ khi mà mình làm một nhà quảng bá siêu hạ phàm thì mình sắp xếp lại được những cái định hướng của xã hội, những cái nhu cầu tiêu dùng của xã hội, kích hoạt được cái nhu cầu ẩn thành nhu cầu hiện, thì nó vô cùng tuyệt vời đối với những người làm thương mại, đối với những nhà gọi là làm bất động sản. Thì quá 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 là gọi là không có từ nào mà mình nói nó đủ đầy được cái tri thức mà mình nhận được, nhưng mà bây giờ mình hành động thôi. Vì vậy cho nên Hương ngồi lên để mà Hương chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, biết ơn Khoa rất là nhiều ạ. Em biết ơn chị Hương, tại vì thông qua cái bài học của chị Hương á, thì tại vì chúng ta sẽ nhận hiện thực từ nhau, bài học tâm đắc ngộ ra của chị Hương á, đâu đó sẽ giúp rất nhiều người có thêm bài học, thì chúng ta đang đang cùng nhau xây dựng một cỗ máy công đức đức đó thôi.
Bên anh chị Hương đã chúng ta phát biểu. Nhà em mời chị Ngân, mời sư tỷ. Dạ biết ơn Mỹ Khoa lắm lắm, biết Dạ. ơn Khoa đã dụng tâm chia sẻ. Thì đây cũng là lần thứ ba em học thuật quảng bá rồi, nhưng Dạ. mà mỗi em thấy nó đều rất là mới mẻ. Rồi, dụng tâm quá à, biết anh chị. Tại vì lúc trước đó, là lúc trước mà khi chia sẻ về thuật quảng bá thì Dạ. nói chung là những khái niệm nó cũng mới chỉ là chung chung thôi, giống như mình biết khái niệm về quảng bá và kiểu như niềm tin bên trong hay là sự đồng thuận, nhưng mà thầy chưa gọi tên thành cái nguyên lý. Dạ. Em thấy á, thì từ cái khóa tư duy của cô Minh á thì mình đúc kết ra được nguyên lý, và cái điều đó rất là hay. Tại vì giống như là thuận tự nhiên thuận, hay nếu mình gọi tên được nó là cái nguyên lý gì thì mình đơn giản để mà vận dụng và thực hành hơn. Thì cái nguyên lý này là nguyên lý hình ảnh tâm trí. Hôm trước thì lớp cô Minh thì em cũng cũng chưa có thuận duyên để mà học, nhưng mà sau khi học lớp này á, thì em nghĩ là mình nên tranh thủ thời gian để mà nghe lại cái lớp tư duy của cô Minh. Dạ. Tại vì tư duy là mình sử dụng hầu như là trong tất cả các bối cảnh luôn, tức là trong cuộc sống lẫn trong những cái cơ sở lý luận mà mình trình bày á, thì khi mình vận dụng tư duy á, thì mọi thứ nó sẽ nhanh để mà nó sáng tỏ hơn, và mình đơn giản để mà đi về đích, giống như là đi một chiếc trực thăng hay là mình đi một cái tàu gì đó thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Rất là cảm ơn anh Khoa đã tạo bối cảnh và cũng rất là dụng tâm để mà chia sẻ mọi người. Khi ban đầu mà nhận được cái phòng Zoom của anh ấy thì em cứ ngỡ là anh là đi học offline ngoài đó, và kiểu như năng lượng và cái sự sôi sục đó là thúc đẩy anh để mà anh đứng anh chia sẻ. Nhưng mà em rất là bất ngờ khi mà anh ở nhà anh học, nhưng mà anh cũng được tiếp được cái nguồn năng lượng ngoài đó để mà anh mở lớp chia sẻ, thì rất là quý, biết ơn anh lắm lắm. Biết ơn sự ghi nhận của Thiên Ngân, trời ơi, có một sư tỷ vào đây mà nghe khóa này là cả một phước báu á, biết ơn sự ghi nhận của chị. Tại vì thực ra thấy nó hay quá, như chị Ngân nói nó hay quá cho nên là thôi mình chia sẻ ra. Hello Lý Thùy, có gì cho gì chia sẻ không? Lý Thùy, Lê Thị, Đặng Thùy, có gì chia sẻ cho con Khoa ấm áp trái tim coi. Chào Lý Hiền, cả nhà cứ mở mic tự do thoải mái đấy cả nhà, chúng ta thoải mái chia sẻ thôi. Dạ, em biết ơn cả nhà và rất là biết ơn anh Khoa. Rất là biết ơn cái sự dụng tâm của anh đã giúp cho cái cộng đồng ở nhà online á, là không có điều chưa có cái đủ cái điều kiện để đi học offline. Mà cái tri thức của thầy là giống như anh tổng hợp lại là rất là cô đọng xúc tích và nắm được cái nội dung luôn, những cái nội dung chính là nắm được luôn. Thì rất là biết ơn anh vì cái sự dụng tâm, và tự nhiên thấy cái sáng nay lúc 6:30 mới mở thì thấy cái Zoom, thì mình thấy là đúng là đây là một cái cơ hội để mà mình tiếp nhận tất cả những cái gì mà mình chưa có được cái lớp apply học á, thì qua đây mình cũng tiếp nhận, nếu như mà không tất cả thì rất là cũng một phần nhiều á. Dạ, một lần nữa em rất là biết ơn anh và biết ơn ban tổ chức, giống như chắc là chị Ngân vừa rồi là có sự hỗ trợ. Dạ. Thì em có một cái bài học, đó là khi mà ngày hôm qua thì thầy nói, thật ra nói tới quảng cáo á, từ xưa giờ em là một cái người không có thích quảng cáo. Em là một người có thể nói là ghét chứ không phải là nói không thích, thì nó chưa có đúng luôn á, thì không nói là không thích quảng cáo. Nhưng mà khi mà thầy nói là quảng cáo là một trong cái tam đại pháp bảo á, là quảng bá nè, quảng bá nè, rồi phối hợp dẫn dắt là một trong ba cái tam đại pháp bảo để mà nó kiến tạo một cái cuộc đời mà giống như là kiến tạo một cuộc đời như ý á. Thì thấy nó cái tầm quan trọng của nó, mình thấy cái tầm quan trọng nó vô cùng lớn. Nhưng mà ở đây là mình hiểu về cái quảng bá ở đây á, là khi mà những cái sản phẩm như 10 cái mà anh nói đó, tức là khi nào mà đủ tiêu chuẩn thì mình đi quảng bá, thì mình cảm nhận nó đủ tiêu chuẩn. Chứ còn ở trong cuộc sống bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là quảng bá để cho người ta thấy cái tiêu chuẩn của nó,
tức là nó thể hiện ở, nó không có thể hiện ra bên ngoài để người ta thấy và cứ quảng bá ra bên ngoài, còn ở đây là chính cái bản thân, cái giá trị của những cái sản phẩm đấy nó có giá trị thì mình mới, khi mà nó đạt đạt tiêu chuẩn thì mình đi quảng bá, và khi đó thì mình không có ngại gì cả, giống như là mình cảm thấy cái sức mạnh của tri thức về nội tâm của thầy, mình đi quảng bá thì lúc đấy mình ban đầu thì mình còn chưa có tin tưởng 100%, nhưng khi mà mình có, mình thấy được cái sức mạnh của tri thức áp dụng trong tất cả những cái lĩnh vực của cuộc sống thì mình không có ngại gì để đi quảng bá, thì bản thân cái tri thức nó đã có giá trị rồi. Thì ở đây thầy mới cho em thấy một cái điều mới mẻ rằng là những cái gì đủ tiêu chuẩn là mình đi quảng bá. Giống như là cái Wish Home của thầy thì thầy quảng bá cái Wish Home đấy mặc dù là nó chưa có trên thực tế, nhưng trong thầy đã chắc chắn là xây dựng cái hình ảnh Wish Home theo cái là xây dựng một cái đồng cộng đồng bảy, có bảy sự giàu toàn diện và cái môi trường sống như đó, kiến tạo một cái môi trường để mà những cái cộng đồng người sống trong đó đạt được cái bảy sự giàu toàn diện, thì chính là cái niềm tin đầu tiên là một cái niềm tin, nhưng để người ta tin được cái người đó là ai đi quảng bá, và cái bài học ở đây là cái người quảng bá đó, thì như thầy nói và anh chia sẻ sáng nay thì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào để mà được phát triển đó, thì phải có một cái người quảng bá ra đời, thì cái người quảng bá đó thì họ phải hội tụ đầy đủ những cái yếu tố này. À, là cái bài học thứ hai của em ở đây. Thứ nhất là về cái tiêu chuẩn của sản phẩm dịch vụ mà mình đi quảng bá. Cái thứ hai là cái người đi quảng bá đó, người ta có giá trị như thế nào. Thì ở đây thầy xây dựng cho cộng đồng Mentor Master là bảy cái sự giàu toàn diện. Giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực thể chất, vật chất. Thì giống như đây là cái tiêu chuẩn để cho một cái người quảng bá. Và ví dụ như có thể một cái lời nói đó từ cái người này nó khác, nhưng từ cái người kia giá trị nó khác. Giống như từ cái lời nói thầy Toàn, từ thầy Toàn, cái quảng bá Wish Home từ thầy Toàn nó khác. Nhưng cái quảng bá Wish Home từ anh chị em mentor của mình thì nó chưa có đủ lớn bằng cái lời nói của thầy chẳng hạn. Thì cái giá trị của cái người đi quảng bá đó nó phải như thế nào? Thì em cũng cũng hiểu ở đây rằng là cái người đi quảng bá thì thật sự là người ta phải có cái nhân cách, cái phẩm chất đã, và cái nhân cách phẩm chất đó đã được biểu lộ ra ngoài và được công nhận, thì cái vai trò của người đi quảng bá rất là quan trọng để nó thành công trong cái việc quảng bá này. Có hai yếu tố đó, thứ nhất đó là tiêu chuẩn của cái sản phẩm dịch vụ, và cái thứ hai nữa là cái người quảng bá, cái sự kinh cái niềm tin của xã hội đối với cái người đó thì nó mới trở mới mới thật sự là nó trở thành một cái mà nó mới có cái ý nghĩa và nó mới có kết quả tốt ạ. Đó là một cái bài học thứ nhất của em. Và cái bài học thứ hai đấy thì tất cả không phải là mình nói là sản phẩm dịch vụ mình đi quả đi đi quảng bá không đâu. Thì mình đi quảng bá ngay cả trong bản thân gia đình mình cũng sử dụng cái quảng bá nữa, khi mà học cái hình ảnh tâm trí và thầy nói là quảng bá giống như là hơi thở, thì đó giống như là mình đi đi chia sẻ về cái tri thức nội tâm chẳng hạn, hoặc là mình đi chia sẻ mình dùng một cái sản phẩm nào đó đơn giản thôi, mình thấy nó tốt mình lan tỏa cho mọi người thì đó cũng là gọi là quảng bá rồi, chứ không phải quảng bá nó là một cái gì to tát, mà quảng bá mình khi mà mình ý thức nó là trong cái tầm nhận thức của mình, nó là trong cái tâm quảng bá, trong cái tâm thức của mình thì mọi việc của mình nó tốt đẹp hơn, em thấy vậy. Và khi mà mình ứng dụng cái nguyên lý hình ảnh tâm trí, là mình ứng dụng cái nguyên lý tầng hình ảnh tâm trí thì mình thấy rõ ràng rằng nếu như mà lời nói không á, mà lời nói không có hình ảnh, tại vì ở đây mình học nội tâm á, là lời nói thứ nhất á, là ánh sáng, nói ra ngôn ngữ ánh sáng và cái ngôn ngữ hình ảnh, thì mình đã có một cái lợi thế rồi, một lợi thế hơn ở bên ngoài rồi, là cái ngôn ngữ có cái hình ảnh và cái ngôn ngữ đi về hướng ánh sáng. Chứ nếu như mà quảng quảng bá mà cái ngôn ngữ nó đi theo chiều bóng tối thì em nghĩ là chắc ít cái người mà người ta tiếp nhận nó. Thì thứ nữa là sự khi mà mình sử dụng cái nguyên lý ánh sáng ở trong đây thì mình có được cái ngôn ngữ có hình ảnh,
và mình quảng bá trong tất cả mọi việc của mình, từ cái gia đình mình, chứ không phải là mình đi ra ngoài mình làm cái gì lớn lao thì mới gọi là quảng bá. Nhưng mà trong cuộc sống, nếu mà mình áp dụng kỹ thuật quảng bá trong cái cuộc sống của mình thôi, đơn giản trong cuộc sống của mình thôi, thì điều đó nó cũng đã tuyệt vời rồi. Chứ còn nếu như mà thầy nói là mình sẽ trở thành một cái người quảng bá vĩ đại trong một lĩnh vực nào đó thì nó cũng chưa dễ. Nhưng nếu như mà mình áp dụng cái quảng bá ở đây cho cái đời sống của mình và những người xung quanh mình thôi, thì em thấy đó là một cái điều tuyệt vời rồi. Giống như là những cái ví dụ như là hình ảnh là con thầy hỏi cô là người phụ nữ thì như thế nào đó, phụ nữ có cực khổ hay không đó. Thì khi mà mình có những cái điều đó, mình hiểu được ấy, mình hiểu được nội tâm rồi, mình hiểu được cái thuật quảng bá nữa, thì em nghĩ cuộc sống của mình nó chưa tốt đẹp thì chắc chắn nó nhất định nó sẽ tốt đẹp. Dạ, đó là những cái bài của em, hình như có nữa mà em cũng quên rồi anh Khoa. Dạ, Trời biết ơn ơi, anh Khoa và khó biết ơn à. đã lắng nghe. Học tập không thể hình dung. Biết ơn chị thì những bài học rất là tâm đắc. Em mời. Trời. Em xin phép được mời chị Hiền trước. Lúc này chị Hiền có lên tiếng rồi. Chị Minh Châu có thể chờ một xíu được không? Chị Minh Châu có thể vui lòng chờ một xíu được không chị? Em mời chị Hiền. Lúc này chị Hiền có nói nhưng mà chưa. Biết ơn chị. Em mời Dạ. chị Hiền. À, biết ơn thầy Đăng Khoa và biết ơn tất cả các lý đã có mặt trong cái buổi chia sẻ của thầy Đăng Khoa buổi sáng ngày hôm nay. Thì đây cũng là một cái bài học mà Hiền nhận ra từ cái bài mà thầy chia sẻ. Thì Hiền thấy rằng là quảng bá này, ở đây ấy, nó cũng không phải là một cái kỹ năng mà nó là cái do cái nhận thức mà. Đây là một cái nhận thức mà. Nhận thức từ bên trong cái nội tâm của chính của mình, trong bên trong nội tâm chính mình, và khi mình nhận thức được cái nghệ thuật quảng bá này ấy, thì mình sẽ giúp cho cái thì mình sẽ gì quảng bá được cái sản phẩm của mình, và giúp cho cái người tiêu dùng người ta cũng nhận thức được là cái sản phẩm hoặc là một cái lĩnh vực mà mình kinh doanh ấy, nó mang lại cái giá trị cho cái người sử dụng. Và tiếp theo nữa là Hiền có một cái bài học nữa là thầy quảng bá thì có nói đến là kích hoạt cái nhu cầu ẩn. Thì có một cái ví dụ là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì Hiền cũng không có nghĩa là trước cái thời gian mà thầy ra một cái quảng bá về 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 chạy bộ ấy, thì Hiền không có chạy bộ đâu, nhưng mà thầy phát động cái phong trào là mình chạy bộ ấy, thì Hiền cũng tham gia. Trong cái quá trình chạy bộ thì Hiền thấy rằng là cái việc mà mình nâng cao về thể chất nó cũng rất là tốt. Đó, như thế là thầy cũng kích hoạt về thể chất cho tất cả các anh chị mentor. Và tiếp theo nữa, bài học nữa là quảng bá ở đây ấy, là một cái sản phẩm mà phải có đủ tiêu chuẩn để quảng bá. Ở đây có là gì? Có cái giá trị sử dụng, có giá trị trải nghiệm và giá trị trao đổi. Và thầy cũng và thầy cũng giúp cho và thầy Đăng Khoa cũng chỉ điểm cho là mình phải biết được phân biệt là quảng bá này, quảng cáo này, và mình và giới thiệu, đúng không ạ? Quảng bá quảng Vậy thì mình khi mà mình phân biệt được quảng bá là như thế nào, mình phân biệt quảng cáo là như thế nào, mình phân biệt là giới thiệu là như thế nào, thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thầy cũng giúp cho tất cả các anh chị em chúng ta ấy, là biết cách là quảng bá nhiều hơn. Như hôm qua Lý Linh á, khi mà thầy gọi Lý Linh lên là quảng cáo, đúng không ạ? Thì Lý Linh thì hầu như toàn nói những cái ngôn 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 từ là quảng bá là nhiều thôi. Thế thì quảng bá ở đây thì Hiền cũng thấy rằng là quảng bá ở đây thì nó phải có một cái hình ảnh, nhưng mà nó lại mang được cái giá trị, đúng không ạ? Mang lại cái giá trị sử dụng, giá trị trải nghiệm và giá trị trao đổi, chứ nó không giống như là quảng cáo thì chỉ mang lại cái giá trị hình ảnh nhưng mà nó lại không có gì giá trị sử dụng như cái giá trị mà quảng cáo, đúng không ạ? Và Hiền cũng nhận thấy được rằng là thầy Khoa chia sẻ ở đây á, là cái hình ảnh trong nguyên lý, cái hình ảnh trong tâm trí nó cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhà quảng bá thì mình tập trung vào cái nói là chủ yếu, và mình phải định hình được những cái điều mà chúng ta nói. Và khi mà mình định hình được cái hình ảnh trong tâm trí của mình rồi, thì khi mình nói người khác sẽ gì nhận được cái hình. Và ở đây thầy cũng nói rằng là gì
khi mình quảng bá thì mình mở miệng ra là mình quảng bá, và nhất là cái tri thức mà mình nhận được từ thầy á thì cũng là vô cùng là tuyệt quý. Đây là một cái tri thức mà giáo dục tận gốc, hay thầy còn nói rằng là giáo dục tận gốc ra toàn cầu ấy, thì mình cứ mở miệng ra là mình nói cái tri thức này thôi, thì tri thức này nó giúp cho bản thân là Hiền cũng là chuyển hóa được cái hiện thực trong cuộc sống về gia đình, mối quan hệ, về sức khỏe, về tài chính của Hiền thì nó cũng có những cái hiện thực đấy, thì Hiền cũng mang cái tri thức này mình quảng bá cho những người thân, những bạn bè và những người mà đồng gì đồng quan điểm với mình. Sau đấy thì nhờ có cái công đức phước đức ấy, thì mình giúp cho những người thân của mình ấy là trở nên đồng ngôn, thì giúp cho người thân của mình là cũng vào học những cái kiến thức của thầy. Đây cũng là một cái giá trị rất là tuyệt quý. Và trong cái nội dung mà thầy cũng chia sẻ đó là cái tí tùy tâm. Từ trước đến giờ thì thầy không định rõ cái mức học phí của các cái lộ trình học. Thầy nói rằng là nếu như mà thầy định hình cái mức học phí của lộ trình học này ấy, thì nó dễ bị gãy và nó không được lâu dài. Thì ở đây cái phí tùy tâm này á, nó cũng mang lại cho thầy và mang lại cho anh chị em chúng ta những cái tri thức và mang lại những cái cỗ máy công đức phước đức. Đây là những cái bài học mà Hiền nhận được từ thầy và nhận được từ thầy Đăng Khoa. Rất là biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Đăng Khoa buổi sáng ngày hôm nay đã nhắc nhớ lại và nhắc lại những cái tri thức, cũng giống như là thầy tái hiện lại cái toàn bộ những cái tri thức mà thầy đã chia sẻ trong buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua. Rất trân trọng và biết ơn thầy Cô Đăng đang nghĩ Khoa. thì bây giờ bài học tâm đắc mở ra của Hiền sức học tập không thể hình dung nữa. Dạ. Dạ, cô đang nghĩ Hiền đã hiện diện với cái lộ trình này. Cô đang nghĩ lắm lắm. Dạ. Bây giờ xin mời Minh Châu ạ. Dạ, em mời Minh Châu. Dạ, em mời chị. Xin kính chào thầy Khoa, xin chào cả nhà mình. Biết ơn thầy Khoa đã dụng tâm chia sẻ lại những tri thức quý báu mà được thụ hưởng trong cái lớp học quảng bá của thầy buổi chiều hôm qua và buổi tối. Thì thực sự là Minh Châu rất là cảm động và ngưỡng mộ cái sự dụng tâm và sức hành động của thầy Khoa. Thầy thủ đắc thầy thủ đắc gần như là 100% những cái điều mà thầy Toàn chia sẻ luôn. Và ở đây em có thấy cái chị Ngân, rất là biết ơn chị Ngân. Trong cái lớp học hôm qua thì chị Ngân đã nốt lại những cái thông điệp, những cái lời chia sẻ của thầy mà giúp cho các chị em được theo dõi. Rất là biết ơn các anh chị, sức học tập, sự dụng tâm trao giá trị rất là lớn. Thì biết ơn cả những cái bài học mà chị Hiền, chị Thùy chia sẻ, thì chị Ngân chia sẻ nữa. Thì Minh Châu khi mà nghe thầy Khoa chia sẻ sáng nay á, thì nó chạm đến mình ở một vai trò là người mẹ, ở vai trò là người giáo viên. Minh Châu là mentor một thầy Khoa và Minh Châu đang sinh sống ở Gia Lai. Công việc của Minh Châu là giáo viên dạy môn ngữ văn cấp 2, cấp trung học cơ sở. Thì ứng dụng quảng bá vào đời sống cũng như là cái vai trò ý nghĩa của quảng bá đối với đời sống chúng ta, thì đúng là khi mà thầy thầy chỉ rõ thì chúng ta mới ngộ ra rằng là cuộc sống chúng ta chỉ có một cái từ khóa thôi, chìa khóa là quảng bá, nó là pháp bảo cuộc sống. Bởi vì mọi cái dẫn dắt của xã hội nó đến từ cái quảng bá, và ở lĩnh vực nào nổi tiếng nó thịnh là ở đó có người quảng bá siêu phàm, nhà quảng bá vĩ đại. Vậy thì liên hệ với kiến thức mà thầy Khoa chia sẻ cũng như là kiến thức mà mình được học, thì Minh Châu sáng nay Minh Châu chạm là trong gia đình, nếu một người vợ, một người chồng hay nói cách khác là người mẹ, người cha mà biết quảng bá tầm nhìn tương lai cho con, biết quảng bá vai trò của người cha, người mẹ trong gia đình, rồi những việc mà người cha, người mẹ làm, đang làm cho xã hội, thì có phải đó là cái môi trường rất là tốt để cho con mình có cơ hội huân tập những cái điều tích cực trong xã hội này, và từ đó nó sẽ định hình cái nhân cách và hình ảnh tâm trí của con về tương lai của mình với cái nền móng là gia đình như thế. Thì đến đây nghe chia sẻ đến đây là Minh Châu thức tỉnh, mình còn phải định vị mình là một nhà quảng bá siêu phàm.
để quảng bá như hơi thở mình gặp ở vị trí nào, hoàn cảnh nào, ngay từng phút giây mình đều quảng bá những điều tốt đẹp mà mình mong muốn, mình hướng đến đó, thì con mình chắc chắn nó sẽ có cái hiện thực phun tập vào đó thì rất là tốt. Và lúc nãy thầy Khoa cũng có lấy ví dụ là một giáo viên, thì đúng là Minh Châu rất là chạm, bởi vì khi mà Minh Châu học mentor 1 có một cái tri thức mà thầy nói là rất là đáng buồn cho cha mẹ chúng ta, đó là gì ạ? Khi gặp vụ giáo viên á, thì toàn là nói con mình lì, con mình hư, con mình xấu, có nghĩa là toàn là những cái hình nó không tốt về con mình vô tình á, là nó nhập vào thầy cô giáo, và thầy cô giáo cũng có cái hình đó về con mình và cư xử con mình giống như là cha mẹ đang gửi hình đó, cho nên rất là bất hạnh cho những đứa trẻ. Thực sự thầy nói là bất hạnh, Minh Châu thấm thía điều đó, cho nên là Minh Châu nghĩ rằng là nếu như mà mỗi thầy cô giáo học được từ từ khóa quảng bá này, rồi học được cái nguyên lý ánh sáng để mà luôn luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở dạ biết ơn cô Ngân em đang huân tập cô Ngân, được học những cái điều đó, và chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng luôn luôn nhìn thấy cái điểm tốt, có nghĩa là chúng ta đều có bài học và có điểm tốt từ mọi vật, mọi việc, mọi người xung quanh, thì có phải chúng ta kiến tạo xã hội chúng ta một cái thế hệ trẻ mà chạm đâu cũng hóa vàng, nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp và điều tích cực trong cuộc sống, thì đúng thật là xã hội chúng ta không cần phải cảnh sát hay bộ đội gì rất là nhiều để mà phải bảo vệ trật tự hoặc là phải giáo dục gì nhiều. Đó là mỗi hành vi của chúng ta nó là thân giáo, nó là đến từ trái tim của chúng ta. Thì tự nhiên mình cảm thấy rất là chạm luôn. Cho nên là đúng là nói đến quảng bá Minh Châu cảm thấy đứng trước một cái khu rừng mà mình cần phải khám phá và mình còn phải thâm nhập vào đó. Cho nên là mình cảm thấy tri thức này đúng thiệt là quá là tuyệt vời luôn. Mà may mắn hơn nữa là thầy được thầy cho học học trực tiếp, thì mình nhận được nguồn năng lượng từ thầy rất là cao, và mình cảm nhận là nó đi thẳng vào tâm mình luôn á. Thực sự là Minh Châu nghe là đi thẳng vào tâm, nhưng mà nghe xong rồi hỏi ủa vậy mình chia sẻ cái gì ta, thì nó còn đang mông lung trong đầu á thầy. Nhưng mà sáng nay khi nghe thầy nói về vai trò của một người mẹ trong gia đình, một người giáo viên, thì Minh Châu định hình mình được là khi nhắc đến ai mình cũng đều nhìn cái điểm tốt, và khi chia sẻ với học trò mình cũng cứ trao đi những điều tích cực, thì chắc chắn học trò mình nó sẽ nhận được nguồn năng lượng đó, và học sinh học trò nó có nguồn năng lượng đó rồi thì chắc chắn là định hình được cái tương lai của các con tốt hơn. Dạ biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Khoa cho Minh Châu chia sẻ, biết ơn cả nhà đã khích lệ Minh Châu nha. Chắc là Minh Châu cũng có ngày hôm qua có một số chỗ bị mít ra thầy, nhờ thầy cho Minh Châu cái sườn mà thầy ghi chép lại á, Minh Châu cũng đặt ý là muốn huân tập lại và chia sẻ lại cái điều mà hôm nay thầy nói nữa, bởi vì nó thực sự là chạm Minh Châu. Bởi vì ước gì mà mỗi người cha người mẹ trong gia đình đều nhận được cái tri thức này, mỗi người thầy người cô đều nhận được những tri thức này, thì đúng là và mỗi người bán hàng đều định vị mình là nhà quảng bá, bởi vì khi mình đã mở miệng mình nói ra thì nó là cái nhân hiệu của mình, nó là cái uy tín của mình, cho nên chắc chắn những điều mình nói nó phải là xác thực, và ít nhất là mình đã có cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn với cái đối tượng mà mình quảng bá rồi, thì giá trị mang lại rất là lớn luôn. Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho Minh Châu cơ hội được giao lưu chia sẻ nói lên tâm tư của mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và yêu thương, học tập đạt kết quả cao. Anh cô Em giáo Châu dạ. giàu, làm nghề giáo giàu lắm. Đợt trước nghe thầy Toàn nói làm nghề giáo á giàu, cho đến thầy Toàn chuyển qua làm đào tạo đấy, được qua ngay con nói làm nghề giáo giàu lắm, giàu thầy Nhung. Mà một người giáo, mà một cô giáo mà còn cả nắm được thuật quảng bá rồi thì tương lai của những học trò của mình á, thì cực kỳ là ngon rồi, cả một thế hệ luôn á. Biết ơn Minh Châu đã dụng tâm, đã mở lớp quảng bá, đã dụng tâm thấu suốt tri thức này, thì tương lai của rất nhiều bạn trẻ sẽ được thay đổi. Bên đơn sử dụng tâm của Ni Châu. Dạ. Xin mời Thu Thảo. Nhà mình mời Thu Thảo. Rồi em chào thầy Khoa với lại cả nhà mình. Biết ơn thầy Khoa đã có cái buổi dâm buổi sáng ngày hôm nay lại ôn lại một kiến thức về thầy quảng bá của thầy một lần nữa. Lại trân trọng biết ơn nha thầy Khoa.
Thì hôm qua em hôm nay sáng nay học lại thì em lại nhớ là cái bài mà thầy nói á, thì cuộc sống của chúng ta nó có ba cái là quảng bá, giới thiệu và quảng cáo. Thì khi đúng mà ai mà ngồi nói chuyện với nhau thì mở miệng ra chỉ có nói ba cái đó thôi, mà trong khi đó thì quảng bá thì quảng cáo thì chỉ có hình ảnh với âm thanh không à. Người ta nếu mà nói quá thì nó là hình phóng đại, nói dối rồi thì nó bị phạm luật. Còn nếu như mà mình nói ra thì mình chưa biết cách quảng bá, mình chưa học quảng bá thì mình chỉ là lời giới thiệu, à quán này ngon, quán kia ngon, người kia giỏi, người nọ giỏi, nhưng mà mình biết cách sử dụng quảng bá thì mình nói ra là sẽ giúp cho người phát triển, người thành công đó. Thì hoài xong mới học cái tri thức của thầy ấy, thì em mới nói, thầy mới nói một cái là thầy đi quảng bá, thầy mở miệng là thầy quảng bá, đúng lúc nào thầy dạy thầy cũng nói về quảng bá ấy. Ví dụ sách của thầy đã ra sách đâu mà thầy bán rất là hay đó, nó đã có cái, nó chỉ là một cái sản phẩm hữu hình thôi, nhưng mà nhờ cái cách quảng bá của thầy mà thầy bán sách không còn qua một cái kênh internet nào hết, chỉ có trong cái lời chia sẻ của thầy. Hoặc là đối với cái Vít Hôm cũng vậy, đã Vít Hôm đã hình thành đâu nhưng mà thầy đã bán trong vòng một ngày hai ngày mà thầy đã bán được, thầy đã có thể chia sẻ và hình dung mọi người cảm thấy là ở trong đấy giống như là một thiên đường vậy đó. Đối với em cũng cảm nhận được điều đó đó, cho nên thầy mở miệng gọi là quảng bá được gọi là hơi thở đó. Và em cũng tâm đắc một bài nữa của thầy này, mình sẽ quảng bá những gì, những cái ước mơ của mình ấy, thì mình nói riết thì nó sẽ trở thành hiện thực. À, thầy em học qua một bài rất là hay, rồi thầy mình nói nhiều lên, mình nói những cái gì mình mong muốn thì nó sẽ trở thành hiện thực. Thì tại vì khi mình nói ra là mình đã trong đầu mình đã có hình ảnh rồi, trong đầu mình đã có hình ảnh thì mình kiến tạo lên cái hình ảnh đó thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ trở thành sự của chính mình, chứ không phải là mình bị tác động bởi cái xã hội này nữa. Tự nhiên hôm qua học ngộ quá trời luôn, đúng là trong xã hội này người ta dùng tất cả các hình ảnh để người ta kiến tạo lên cuộc đời của mình, đúng là cái nguyên lý hình ảnh á. Ví dụ như bước vô siêu thị là phải là mua cái gì, là nó đã xuất hiện ở trong đầu của mình rồi. Rồi hoặc là mình ăn cái gì, sáng mình ăn cái gì, chiều mình ăn cái gì, tối mình ăn cái gì, rồi mình đi chơi ở đâu thì nó đã có những, tất cả những xung quanh của mình đều có những hình ảnh này, bạn bè mình đi du lịch này cũng chứa lên cái hình ảnh ở chỗ đó đẹp thì mình sẽ nói là mình sẽ đi lên đó đó. Cho nên là mình sẽ quảng bá những cái mình muốn để cuộc sống của mình sẽ theo như ý của mình đấy. Rồi cái một cái thứ hai nữa, hôm qua em nhớ một thầy nói cái này à, bình thường cuộc sống của chúng ta ấy, xã hội ấy, người ta sẽ nói về cái việc là làm giàu đúng không, thì sinh ra là lớn lên là ba mẹ nói là à mai mốt làm có tiền để làm giàu, nhưng làm giàu là làm kiếm tiền để có làm giàu, nhưng mà nó không có bền vững. Nhưng mà đối với thầy ấy, thì thầy lại nói rằng cách đó là kiếm tiền và bền vững và lâu dài, chứ không phải là chỉ có kiếm tiền để tức thời nữa thôi đó. Nên là những cái kiến thức về tri thức của nội tâm này này, thầy đang là một nhà quảng bá siêu phàm trong cái lĩnh vực này, cho nên là tự nhiên khi mà thầy nói xong em cảm giác tin tưởng là cái tri thức của thầy sẽ được lan rộng lên, và thầy sẽ là người quảng bá mà đến có thể là ví dụ như là quảng bá mà bình thường người ta không biết, mình người ta là quảng bá thì chỉ có 10 năm thôi, nhưng mà người ta biết người ta là quảng bá thì người ta trở thành 100 năm để trong cái ngành đó. Thì nên là mình tin tưởng thầy về cái tri thức nội tâm này nhá, cứ nghe lời và làm theo, học ăn học cho ngon vào thì không lo miếng ăn, không lo thiếu miếng ăn. Dạ đó là cái bài học của em, biết ơn cả nhà, đã lắng Học sâu sắc quá như chị nghe. Ngân nói là dung mình toàn là nhà quảng bá siêu phàm không, cả nhà hình toàn là nhà quảng bá siêu phàm không ạ à? Tại vì một khi mà chúng ta chạm được tri thức này á thì cuộc sống chúng ta sẽ được khai mở toàn diện á. Chúc mừng cả nhà ha, chúc mừng cả nhà, và rất là trân trọng biết ơn cả nhà đã nhục tâm đồng hành với Khoa trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thực sự là không có gì, không biết nói gì hơn, cũng không biết nói gì thua cả, rất là trân trọng biết ơn cả nhà. Một buổi sáng rất là tuyệt vời, chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau thấu suốt hơn tri thức. Biết ơn thầy Khoa, rất là biết ơn Khoa. Dạ, biết ơn chị Yến. À, nhà mình còn Nãy các phút dạ. trong này mời cô Phúc lên bài học tâm đắc ngộ ra đi cô Phúc. Phúc à. À, em cũng đang có một cái điều nữa mà sáng nay em chạy bộ em mới phát hiện, cái tự nhiên mình gọi được cái tổng nghiệp bây giờ ha. Hiện tại cái kiến thức nội tâm của mình nó đang là đi đầu
nó đang là đi đầu trong cái xã hội. Thì nếu như mà mình học, mình là người những người đầu tiên á, thì mình sẽ ứng dụng nó trong tất cả các lĩnh vực ha. Chẳng hạn như là sáng mấy em ngồi em nhớ là nhà em có một chị là làm cà phê á, thì mình đang suy nghĩ là nếu như mà gọi là gì cà phê nội tâm thì sao. Chẳng hạn như là cái quán cà phê đó mà hàng tuần chỉ chia sẻ về nội tâm thì nó có khác biệt, cách biệt so với những người khác không? Nếu như mình duy trì được mình là người quảng bá trong cái cà phê nội tâm đó thì như thế nào đó, thì hàng tuần mình sẽ thu hút được khách hàng đến để nghe nội tâm đó, hoặc là những cái triết lý giáo dục về con vân vân, để và cứ vào cuối tuần một ngày nào đó, hoặc là ví dụ như mình ứng dụng cái nội tâm này trong vào trong bất lần sáng, thì đã có ai dạy về cái đó chưa? Rồi nói chung là có nhiều ý tưởng mới xuất hiện á. Cả nhà. Ngon quá, chúc mình đi tháo giờ làm thôi, ý tưởng tới làm thôi, tổng nghiệp nó gọi thì bắt đầu phải làm rồi. Ok, nhà mình nếu như mà không còn ai có chia sẻ đầu công tác ngồi ra thì xin phép được kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ha. Thực sự rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà, biết ơn cả nhà lắm lắm, cùng nhau hiện diện với Khoa. Cả nhà mở mic chào nhau xíu, cả nhà ơi, chào chào nhau xíu. Thầy Khoa cho em kết nối xin Dạ, tài thầy Khoa. liệu cho thầy Dạ dạ được, cứ thoải mái à, em có để số điện thoại. Khoa. Biết ơn cả nhà. Tại biết ơn Dạ, cả nhà. thầy Khoa. Biết Biết ơn cả ơn nhà lắm lắm. thầy Dạ. Khoa. Cảm ơn chị Ngân nha, Hẹn gặp xin mai gặp tài lại hả? liệu. Biết ơn chị Ngân, Ơn dạ biết ơn sư Phương Thảo. tỷ. Biết ơn cả nhà. Biết ơn Dạ. thầy. Chị Thu Biết ơn cả Hiền. nhà. Chào cả nhà mình. Biết ơn Dạ. Lý Khoa, biết ơn cả nhà mình. Dạ. Biết ơn cái Chị buổi Phúc ạ. chân này lắm lắm luôn thầy Khoa, mà duy trì như vậy thì kiến thức của quảng bá là nó nhập vô người mình ngon không thể hình dung. Vì thực sự Khoa mà nhờ cả nhà